đã phát hiệu lệnh bắt đầu cho trận đấu của chúng ta giữa đội Chăn Chuối và đội Tây Sơn, diễn sớm hơn 5 phút so với dự tính. Ok, đánh sớm thì mình quẩy sớm thôi. Vâng à, anh em Chăn Chuối đã thả những trái chuối đầu tiên, anh em Tây Sơn đã thả những trái chuối đầu tiên cho chị em Chăn. Vâng à, bên trái của chúng ta thì đó là đội Chăn Chuối, còn bên phải là đội Tây Sơn. Tây Sơn trong cái trang phục phi ngư. Đội Tây Sơn đã bị control một cái cục ba ở đây, nhưng mà đội Chăn Chuối đó rồi. Ui, đội Chăn Chuối lao và tự làm gì xây phong hoa à, bố tổ thiệt sự. Tưởng các anh control đã có một pha lên đỉnh Phật Quang kịp thời từ phía đội Tây Sơn dành cho đồng đội mình. Tuyệt vời. Ok, lại có một điểm nóng khác là một chị em Chăn Chuối mà gần chết rồi. Anh gần chết nhưng mà vẫn thiên mã kịp, rất hay. Một thành viên của đội Tây Sơn nằm xuống rồi, hai thành viên đội Tây Sơn nằm xuống rồi. Trong khi đó thì người sử dụng cổ hổ bên Tây Sơn vẫn đang một mình một bóng đang quẩy solo ở đây. Rất nhanh thì đội Tây Sơn đã bị mở trận với hai thành viên nằm xuống. Vâng, Tây Sơn số 028 anh vẫn đang quẩy rất nhiệt. Ở Asertun sau khai thác cực rất đẹp mắt là một cái pha đánh đạt Macum từ phía đội Tây Sơn, nhưng mà đáng tiếc là bây giờ là các anh đã bị control hoàn toàn ở trong cái vùng này. Người dùng cổ phổ của đội Tây Sơn khai thác cực xong anh chết luôn ở trong đó, không thể nào mà thoát ra được cái bút lầy này luôn. Và chị em Chăn Chuối đã thể hiện một cái phong độ rất là chói sáng trong xét đấu này, và có khai thác cực chân phái luôn, rất là sạch điệu. Tục lâu 028 đến từ đội Tây Sơn. Anh khai thác cực luôn, anh không thiên mã mà anh khai thác cực ạ. Chết luôn à, chết luôn à. Một quyết định rất liều lĩnh của đội Tây Sơn, ngay lập tức thì anh đã phải trả giá và gần bằng một cái pha gọi là gục ngã trước gối chị em. Quỳ gối trước chị em. Rồi không xong rồi, đội Tây Sơn chỉ còn hai thành viên còn lại trên sân đấu thôi. Rất nhanh thì chị em Chăn Chuối đã hấp diêm các anh em Tây Sơn. Rồi nó đánh đâu vậy ba, đánh chết. Mình nghĩ là hiệp này kết quả không có gì khác ngoài bên tay trái đội, bên tay trái là đội Chăn Chuối thắng rồi. Ok, 1-0 dành cho đội Chăn Chuối, rất là chóng vánh với cái trận đấu cuối cùng này. Ok, trận đấu hiệp hai của trận đấu cuối cùng ngày hôm nay đã bắt đầu. Vẫn như cũ đó, y như cũ đó là đội Chăn Chuối bên tay trái và đội Tây Sơn bên tay phải. Hiệp đấu đầu tiên thì các chị em đã rất nhanh ăn hết chuối của đội Tây Sơn. Chị em rất nhanh và nguy hiểm. Chúng ta sẽ cùng chờ xem sang hiệp đấu thứ hai thì họ sẽ thể hiện phong độ như thế nào và đội Tây Sơn có giành lại được lợi thế cho mình hay không. Tây Sơn ở trong trang phục phi ngư. Rảnh kéo qua mình đâu ạ. Ngay lập tức thì số 28 vẫn là người dùng cổ phổ ở phía bên đội Tây Sơn, anh đã quẩy một cái đường thống hạ đồ đao đẹp mắt. Wow, đã vừa rồi đã có trường côn của Thiếu Lâm, đó là đạt ma côn pháp vung lên à, không phải, đó là không phải đạt ma côn pháp, đó là bát cẩu triều thiên từ chấn phái đại cẩu bổng. Rồi khai thái cực thành công, dính hai ạc của Tây Sơn ở đây. Trồng CC đi ạ, trồng CC. Rất hay, rất hay. Và lại là một pha chói nữa. Và 96 sau khi khai thái cực thành công thì anh đã quẩy gọi là phong hoa tiết nguyệt 25, giờ còn đơn độc ở đây thôi. Bắn kích chọc Dương Thanh vào mặt 25. 25 bị ăn một cái chói nữa, 25 khó rồi, không có ai giải cứu 25 cả.
mày vẫn còn sống kìa. Unbelievable, truy tận sát tuyệt rất hay. Một pha truy tận của 94 dành cho số 25 của đội Tây Sơn. Một chị em trang chuối đã thấy đối phương gần chết và đu xích là một cái tạc răng và một cái đánh bằng đầu. Và xong phim một mạng của Tây Sơn rồi. Khó khăn chồng chất dành cho chiến đội Tây Sơn là các anh vừa bị loại một người chơi ra khỏi đống trường. 94 đây, chị trang chuối số 94, chị vừa thực hiện một cái pha rất là highlight. Truy sát đối thủ không để cho anh bạn bên Tây Sơn thiệt mạng không kịp thời. Phải cả kéo vào trọng tài. Hay quá, kéo sức lại để cho đồng đội mình khai thái cực. Một pha phối hợp rất hay từ phía đội trang chuối. Còn lại một mạng nữa ra đi, lại một mạng nhắm đôi mi, đó là số 27 từ phía của Tây Sơn. Hai mạng rồi các chị em ơi. Các chị đã dập hết chuối là sao ăn uống gì được. Còn 28 có một cái pha khai nhạy cảm rất tốt. Số 96 của là người cầm cổ phổ của bên đội trang chuối mới là quả như tình. Vâng, anh vừa xoay phòng hoa chết một thanh niên số 30. Vâng, chị quay tay rất kinh chị quay một phát là một thanh niên ra đề. Rất khủng hoảng kinh tế trong những cái pha tấn công này là cái sự sáng tạo của 96. Lần 28 chém huyết hải ma đao để khống chế một diện rộng các thành viên của đội trăng chuối. Nhưng mà sau đó thì pha khai thác cực của anh chỉ khống chế được có một mạng thôi. Khó cho Tây Sơn này, Tây Sơn rất nhanh vỡ trận trong cả hai hiệp trước trăng chuối. Có vẻ như là bên kia xài hạt nam không mà, đâu phải có hạt nữ đâu mà mấy ông này bị ngăn chế đúng không? Chắc không phải, chắc anh em yếu sinh lý thôi. Vâng, các bạn rất là nhiệt tình nhồi đam trọng tài. Vâng, số 93 rất sành điệu. Mặc dù đã lên hiệu ứng hấp thụ sát thương nhưng mà 93 vẫn combo được số 28. 28 chết rồi, 28 khai không kịp, khai xong không kịp nhấc tay lên. Chỉ cần một pha cuối cùng mà sẽ đánh văng số 93, nhưng mà anh đã không còn một cơ hội nào nữa để ra tay rồi. Bây giờ thì đội Tây Sơn còn hai thành viên trong khi đội trăng chuối còn full party. Một chị khác khá rảnh háng đã quyết định đu theo truy tận sát tuyệt tôi. Trời, phá đét cái đơ máy luôn, phải chửi. Thôi, nó thắng mẹ là cảnh cáo gì nữa. Xấu rồi, chết rồi, team white rồi. Sạch sẽ dành cho phía đội trăng chuối rồi. Vâng, và trọng tài đã thông báo là trận 2 thì trăng chuối đã giành chiến thắng.